Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay thì mình để hướng dẫn lại đọc các bạn đọc bản vẽ. Thì chúng ta từ rất lâu lắm rồi thì mình không có thời gian mình làm video. Thì hôm nay theo yêu cầu của các bạn thì mình lại tiếp tục ra series hướng dẫn đọc bản vẽ cơ khí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc bản vẽ của Nhật. Thì mình có một bản vẽ như thế này. Đây là tổng tổng thể bản vẽ của nó. Tổng thể bản vẽ của Nhật. Đây các bạn thấy chưa? Gồm này. Cung tên. Mình từ đi dưới đi lên nhé, đi từ các kiểu là từ cung tên và ký hiệu các vật liệu rồi đến giải thích các ký hiệu. Nó có trong bản vẽ này và sau đấy là đến đọc hình chiếu. Ok. Thì cũng như thường lệ thì mình sẽ đi vào phần giải thích các ký hiệu ở trong bản vẽ này. Ở trong bản vẽ này thì đây có khung tên là ký hiệu của cái công ty của nó. Các bạn nhìn lên đây. Đây có khung tên này và mình chẳng cần quan tâm nó thế nào. Và mình chỉ quan tâm là cái vật liệu của nó, vật liệu để làm ra cái sản phẩm này. Vì khi sản xuất thì bước đầu tiên là mình phải xác định nó vật liệu là gì. Thì đây, thứ nhất là có tiếng Nhật chẳng hiểu cái gì luôn. Đây là mình chỉ biết là SUS 30304, tức là hai cái. Thứ hai là SUS 304 là hai cái. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là bản vẽ này nó là một bản vẽ tổng này. Đây có bản vẽ lắp ghép này. Bản vẽ lắp ghép. Thì trong bản vẽ lắp ghép này không như các bản vẽ khác thì nó một bản vẽ là nó chỉ là thể hiện một chi tiết thôi. Nhưng đây bản vẽ này thì nó là tách thành ra hai chi tiết cho mình ở đây. Đây là chi tiết 1 và chi tiết 2. Trong cùng một bản vẽ luôn. Thì đi làm thực tế ngoài thực tế thì cũng rất nhiều. Ví dụ như mình cũng sử dụng rất nhiều. Trong một bản vẽ thì mình tách mấy chi tiết luôn cho nó công nhân nó dễ làm. Chứ chẳng phải xem hai ba bản vẽ làm gì cho mình. Ok. Thì đang đến giới thiệu là sub SUS 304. SUS 304 là gì? SUS 304 có nghĩa là inox 304, là inox xịn đấy. Inox thì có hai loại, inox 201 và 304. Thì 304 là loại inox trơn sáng so với dùng xịn hơn là 201. Được, inox. Như ngày ngày xưa thì mình đã giới thiệu về các ký hiệu ở trong này, nhưng mình giờ những chắc một số bạn thì không biết, thì mình thể nói lại các ký hiệu ở trong này. Ví dụ, dấu ngửa này là gì? Dấu ngửa này có nghĩa là không gia công, bề mặt giữ nguyên, là mình mua phôi về, ví là phôi dày 10 ấy, thì vẫn là để là 10 chứ không gia công lại. Dấu ngửa này có nghĩa là thế. Một tam giác thì tương đương với là gia công thô. Hai tam giác có nghĩa là tương đương với gia công tinh. Ba tam giác tương đương với mài, và bốn tam giác thì gia công siêu tinh như mài khôn các kiểu ấy. Đây là chế độ gì đây? Đây là cái tam giác này có 0.2 hay 1.6 đấy. Đây là RA, RZ của nó. Các bạn hiểu sâu, muốn hiểu sâu với cái dung sai RA, RZ này thì vào tìm video của mình nhé. Mình đã giới thiệu chỉ cách rõ ràng rồi ở video trước nhé. Rồi mình đi sang phần bản vẽ. Xem có những ký hiệu gì thì mình giải thích luôn. Đây là bản vẽ lắp của nó. Gồm có chi tiết 1, chi tiết 2 và chi tiết 1 nghe là với nhau. Có đầy đủ chiều cao, kích thước lắp ghép. Và đây có gì? Nó ngoài những chi ngoài hai chi tiết là nó có bản vẽ thì người ta còn sử dụng những chi tiết gọi là chi tiết có sẵn, gọi là chi tiết tiêu chuẩn đấy của cơ khí. Ví dụ như SM gạch ngang UFC 208 có nghĩa là gì? Đây có nghĩa là cái gối đỡ 208. Các bạn có thể tra vào Google gõ UCFC 208 thì nó sẽ ra cho mình. Nó là một cái gối đỡ. Mình không nhớ không nhầm, 208 là kích thước đường kính trục là 24 phi 24 ấy.
Đấy, các bạn tra Google xem. ABC 65 đến 50 em. Những cái chi tiết này người ta lại ghi, người ta cho đây này, ghi vào đây có nghĩa là người ta này là cái chi tiết tiêu chuẩn người ta của công ty người ta đã có thì người ta ghi vào đây, người ta không ra bản vẽ nữa. Và cái này cũng thế. Xem xuống dưới này, qua bản vẽ này, xem có cái gì gọi là khó hiểu thì mình phải giải thích. SULC 208 nó còn thế, nó giống bên kia. Còn đây RC 1/4, RC 1/4 mình hiểu, nhưng mình theo mình hiểu cũng như là không nhầm ấy, thì đây là cái đường kính, đây là cái lỗ ren, nhưng mà ren ren ngược, ren hệ anh ấy. Thường thường là mình dùng ren, thì ren hệ anh là kiểu ren ống nước, ren ngược ấy. Còn thường thường mình của mình thì mình hay dùng ren M, M8, M9, M9, M10 gì đấy các kiểu này đúng không? Còn đây là ren RC, ren ngược, ren hệ anh. Đây đây hệ anh RC 1/4. Đây, nó kiểu đây. Mình qua bản vẽ này, bản vẽ là thứ nhất. Mình tách hai chi tiết thì bản vẽ thứ nhất. Đây, mình sẽ đọc đọc mà nó chi tiết. Thì bản vẽ này mình đọc hình chiếu bằng nó trước. Thì đây tổng thể nó rộng 283, dài 296. Đấy. Mình qua hình mặt cắt của nó đây. Mặt cắt đây. Thì đây có một nét liền, có nghĩa là cái chi tiết này nó sẽ là được ghép với chi tiết này, nó không phải là một khối đặc mà đây là được hàn vào với nhau. Vì đây có mặt nó cắt ở đây, nó nét liền, nó thể hiện nó được hàn vào với nhau. Có nghĩa là hai chi tiết đã hàn vào với nhau để làm một chi tiết này. Thì đây dày của nó là 42, cái nhô ra công suất này là 30, có các lỗ dung sai, dung sai hai tam giác, dung sai hai tam giác có nghĩa là cái lỗ này phải được gia công tinh để đặt ở dung sai từ phi một, có nghĩa là đây là phi 80 này. Phi đây là 133, dung sai âm từ 0 đến âm 0.04 là dung sai rất nhỏ luôn. Đây lỗ này rất chính xác để người ta lắp, chắc là lắp cổng trục vật đóng vòng bi vào đây. Đấy. Qua ở đây thì có các lỗ ở bên này. Tầm 10 lỗ mở phi 10. 10 lỗ phi 10. 10 lỗ phi 10. Như đây mình chỉ thấy là phi thôi, nhưng họ ghi cả M 10 nhân 45L. Nếu mà là lỗ M thì phải có là cắt 1/4 vòng tròn. Nên đây là lỗ phi. 10 lỗ phi 10. Và vào đây có tâm PCD, có nghĩa là gì? PCD là đường chia của cả bốn lỗ đi qua đường chia này, qua phi 117, thì để có bốn lỗ này nằm ở trên tâm đường tròn này PCD, P chấm C chấm D 117, thì bốn lỗ này đi qua chia đều ở trên đường tròn này, nó tâm ở đây. Được, bốn lỗ này là bốn lỗ 18, bốn lỗ 18. Mặt này có ba tam giác, mặt này ba tam giác có nghĩa là nó phải phay mài, mặt này bắt buộc nó phải mài ở đây. Chi tiết này rất chi là chính xác. Đây hàn, đây là ký hiệu hàn nha.
Mình lúc nãy mình bảo là chi tiết này là được hàn với nhau, thì đây là có kỳ hoàn này, tam giác này là hàn này, hình chiếu này của nó, hình chiếu đứng, mặt này có ba lỗ phi 10, cách nhau ở đây có kích thước cách nhau ở đây từ giật gốc ở đây ra và từ giật gốc ra đây là 12. Chiều dây của cái này thì là đây rồi, 42, chiều dây là 42. Bốn hai trừ 30 thì cái ra đường này, đường này 42 trừ 30 là còn 8, đường này dài tới 8 này. Thì đây này, ra đây là đích thì đây là 8 này, 42 này. Thì này, ra đây là 42 trừ 30 còn đây là 12. Cái này ra đây là 12. Đây vào đây là 30. Ok, xong bản vẽ thứ nhất. Mình sang bản vẽ thứ hai của nó. Đây. Cái thứ hai đây, nó có ký hiệu dấu ngửa này, một tam giác và hai tam giác này. Thì đây nhật thì nó chiếu ở bên này, hình này đây là hình chiếu đứng của nó, thì hình chiếu bằng của nó chiếu mặt này thì nó từ mặt này là được mặt này luôn, chứ không như ISO thì chiếu mặt trên này thì được như này, nhật là chiếu mặt này thì được đây luôn. Thì mình đọc cái này, mình dòng lên. Đấy, dòng lên thì nó sẽ được mặt này nhật liền, và mặt này sẽ là nhật, mặt này sẽ bị chết khuất ở đây thì nó sẽ là nhật đứt. Nhật này mình nhìn thấy thì nó là nhật liền, nhật này cạnh này mình không nhìn thấy thì nó là nhật đứt, và mình nhìn thấy đây nó sẽ là nhật liền. Thì tổng thể của nó sẽ có chiều dài tổng tất cả là ở đây 16, 16 là 32, 32 còn 64, 32, 64 là 98 là 298, chiều dài là tổng chiều dài 298 và chiều rộng là 150. Chiều dày thì ở đây cũng có là những chi tiết này không phải là một khối đặc mà nó là được ghép vào với nhau. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 mảnh được ghép vào với nhau, 2 mảnh giống nhau, 2 mảnh này giống nhau và mảnh này là riêng biệt, mảnh đế đấy. Thì mình phải tách ra mảnh này, mảnh này, mảnh đế là có kích thước là dài 200, rộng 150, để hàn một cái mảnh dài, rộng, hàn một cái mảnh cao 51, dày 9 và rộng 150, hai mảnh này vào đây. Và hàn mảnh này rộng 57, rộng 57, dài 150 và dày 9, hai mảnh này vào đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, tổng tất thể là nó như thế. Ra cái dưới này. Mảnh đế này nó có các lỗ, có 4 lỗ M12 chạy qua tâm PCD một phi 120, có nghĩa là mình giật tâm ở đây ra, cái đường này là phi 120 thì chia ra 4 lỗ bên này chia đều. Đấy, ngoài ra còn trên này đây sẽ có hai lỗ phi sáu nhân 45, mình chẳng biết 45 là cái gì nữa, là hai lỗ phi sáu ở đây nhá, giật tâm ở đây ra, nằm trên tâm này luôn. Thì đây ra đây cách 16 này, 16 với cách lại đây nó là 264, giật tâm ở đây ra chia ra tâm 150, chia tâm thì còn 75, đây là 75 nhá. Đấy,
Thì hôm nay bản vẽ thế này là mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp bạn vào CD lần sau.